bonsai nhé. Túc này rất là già, nó dễ làm thân. Tán ô được đấy, đang quay người đẹp luyến quay đây thế nào đấy. Đây trời đẹp kia. Cái này nó dễ em thân nhé, nó giả. Giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết. Đây là cái chậu 90-60 cái van này. Tôi vừa vài mặt sau nó đi. Đây là nhà bỏ đá đặc kê đấy. Đấy, đang nuôi để làm tán ô. Xin chúc thay chậu, không thay chậu cắt tỉa lại làm tán ô thì rất đẹp cái phong thủy. Xong.
thúc rất già. Và xin được chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ lễ thật ý nghĩa và an toàn với gia đình bạn bè. Trong phần mới già này. Đi vào vài dẫn này. Phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và nguy cơ xâm nhập dịch bệnh qua biên giới. Đấy, chào anh. Phòng các tỉnh Tây Nguyên vẫn ngày đêm thực hiện tuần tra kiểm soát tại những vùng có dịch phức tạp trong công tác phòng chống dịch. Đây là nội dung trong buổi một cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong buổi mỗi ngày, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhóm tình nguyện một khu và những người bạn. Cái mặt này mặt chính nhé. Từng chút cho gia đình. Mọi người. Chúc người báo 4 triệu nhá. Gà đẹp nhá. Nhà thích thì điện thoại cho mình nhá. Đơn hơi buồn. Cho những tỉnh vừa bảy và cả cao tới với tham chủ đề trọng tâm là cách thức xử lý tham nhũng của Pháp.
chia sẻ kết thúc đi nhé. Chủ yếu cây nhé, chào nhé.